phương nam tây bắc bốn phía trên dưới cũng như vậy hiện hiện nên biết có đại bồ tát từ lúc mới phát tâm hành bát nhã bà la mật đa thâm sâu lần lần viên mãn đạo đại bồ đề lần lần viên mãn bát nhã bà la mật đa thâm sâu cho đến sắp đắc trí nhất thiết tướng cũng được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới chư Phật khắp mười phương ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức của đại bồ tát ấy gọi đó là công đức chân tịnh tu hành bát nhã bà làm mật đa thâm sâu vì sao vì đại bồ tát ấy làm những việc khó làm không làm mất hạt giống của Phật làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình bấy giờ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ Tát nào được Phật Thế Tôn ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức, đó là vị bất thối chuyển hay thối chuyển? Phật dạy, thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát trụ vào bất thối chuyển hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, được Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Lại có hơn Đại Bồ Tát, mặc dù chưa được thọ ký, nhưng tu phương tiện thiện xảo của bát nhã bà la mật đa cũng được chư phật ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn những vị nói ở đây là bồ tát nào phật dạy Thiện hiện, có Đại Bồ Tát theo Phật bất động làm Bồ Tát lúc nào ở đâu cũng tu và học đã được an trụ vào ngôi vị bất thối chuyển đại bồ tát ấy được phật thế tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức lại có đại bồ tát theo đại bồ tát biểu tràng đại bồ tát thi khí để tu học đại bồ tát ấy mặc dù chưa được thọ ký nhưng siêng năng tinh tấn thực hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng được chư phật ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỉ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức. Lại nữa, này thiện hiện, có hơn Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đối với tất cả Pháp là tánh vô sành mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn. Đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn. Đối với tất cả Pháp hoàn toàn là tánh không, mặc dù tin hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sanh Pháp nhẫn đối với tất cả pháp đều là tánh tịch tĩnh mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sành pháp nhẫn đối với tánh của tất cả pháp đều là viễn ly mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sành pháp nhẫn đối với tánh tất cả pháp hoàn toàn không sở hữu mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sành pháp nhẫn đối với tất cả pháp là tánh chẳng tự tại mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sành pháp nhẫn. Đối với tất cả pháp là tánh không chắc thật, mặc dù tiên hiểu sâu sắc nhưng chưa chứng đắc vô sành pháp nhẫn. Này thiện hiện những đại Bồ Tát ấy cũng được chư Phật ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen gọi tên họ và các công đức. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát được Phật Thế Tôn ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen gọi tên họ và các công đức, thì Đại Bồ Tát ấy vượt qua địa vị thánh văn độc giác, chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát hành với tiện thiện xảo của bát nhã Ba Lam Bạch Đa thâm sâu, được Phật Thế Tôn ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ tan thán, khen ngợi tên họ và các công đức, thì Đại Bồ Tát ấy nhất định sẽ an trụ vào địa vị bất thối chuyển. Sau khi an trụ vào địa vị ấy rồi, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà lại nữa này thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát nghe nói tất cả ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, mà không nghi ngờ, không mê loạn, chỉ nghĩ như vậy. Như Phật nói, bát nhã ba la mật đa thâm sâu, lý của nó rõ ràng đúng, không có điên đảo. Đại Bồ Tát ấy nhờ có niềm tin thanh tịnh sâu sắc vào bát nhã ba la mật đa như vậy, lần lần sẽ được ở chỗ Phật bất động và các đại Bồ Tát nghe hết bát nhã Ba La Mật Đa và tiên hiểu sâu sắc vào ý nghĩa của kinh. Sau khi tiên hiểu sâu sắc rồi sẽ được trụ vào địa vị bất thối chuyển. Trụ vào địa vị này rồi sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Tiện hiện nên biết, nếu hương đại Bồ Tát chỉ nghe bát nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy mà có lòng tin hiểu không phì báng, mà còn đạt được nhiều căn lành thủ thắng hướng là có thể thọ trì đọc tụng thông suốt Y vào lý chân như mà tránh niệm tư duy an trụ vào chân như để tinh tấn tu học thì đại bồ tát ấy mau được an trụ vào địa vị bất thối chuyển mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai bấy giờ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thật tánh của tất cả pháp đều bất khả đắc như vậy sao nói các đại bồ tát an trụ vào chân như để tinh tấn tu học thì sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi lạc cho tất cả hữu tình đến tận đài vị lai phật dạy thiện hiện được phật giáo hóa an trụ vào chân như tu hạnh của các đại bồ tát thì sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm đại ích lớn cho các hữu tình các đại bồ tát cũng như vậy, an trụ vào chân như tu hạnh đại bồ tát sẽ mau an trụ vào địa vị bất thối chuyển, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế tôn, sự giáo hóa của như lai đều không sở hữu.